Các bé yêu quý, hôm nay cô Phương xin gửi tặng chúng mình một câu chuyện cổ tích rất hay về một con chó sói và những chú heo con nhé. Câu chuyện có tựa đề Ba chú heo con. Ngày xưa, có heo mẹ sinh được ba heo con. Ba chú heo này đều hay ăn trong lớn. Khi heo mẹ nhìn thấy con của mình trưởng thành, heo mẹ gọi các con đến và bảo: Các con, giờ ai cũng lớn hết rồi, không còn béo bỏng như lúc xưa nữa. Bây giờ, mỗi con phải tự xây cho mình một ngôi nhà thật vững chắc, xây thật cẩn thận, nếu không chó sói sẽ ăn thịt đấy. Ba chú heo con vâng lời, chào tạm biệt heo mẹ xong, bắt đầu cuộc hành trình. Trên đường đi, heo cả gặp một bác nông dân. Không cần suy nghĩ, chú xin luôn một ít rơm để làm nhà. Thế là chả mấy chốc, heo cả đã có ngôi nhà rơm của riêng mình. Cũng như anh cả, heo hai gặp một bác tiều phu. Không cần suy nghĩ, heo hai xin một ít củi để làm nhà. Bác tiểu phu đồng ý. Và chẳng mấy chốc, ngôi nhà bằng gỗ của heo hai đã xong. Chú cũng đã có một ngôi nhà của riêng mình. Còn heo út, trên đường đi chú nghĩ, nhà bằng rơm và nhà bằng gỗ đều không chắc chắn. Mình phải xây một ngôi nhà bằng gạch cho chắc chắn mới được. Heo út liền gặp bác thợ xây, xin gạch để làm nhà. Bác đồng ý ngay. Nhưng những viên gạch quá to và nặng khiến heo út phải cực nhọc, tốn nhiều thời gian mới xây được căn nhà của mình. Cuối cùng, bằng sự quyết tâm, chú heo út đã có ngôi nhà gạch thật vững chắc. Ở gần nhà của ba anh em, có một con chó sói. Nó đã để ý và muốn ăn thịt ba anh em nhà heo. Một hôm, trời mưa to gió lớn, sói tìm đến nhà heo cả định ăn thịt. Heo cả sợ quá, chui tọt vào bên trong nhà. Chó sói thổi vù một cái thì ngôi nhà bằng rơm của heo cả đổ sập. Sợ quá, heo cả chạy sang nhà heo hai. Hai anh em đóng chặt cửa lại, sói đuổi theo và bắt hai anh em mở cửa. Chó sói liền tức giận thổi vù vù, thổi mạnh mấy hơi, ngôi nhà gỗ của heo hai đổ sập. Hai chú heo sợ quá bỏ chạy sang nhà heo út. Sói lại tiếp tục đuổi theo đến nhà heo út. Lúc này, ba chú heo con đã kịp ở trong ngôi nhà gạch của heo út, đóng chặt cửa lại. Sói gầm lên đòi mở cửa, nhưng ba chú heo nhất định không nghe. Sói thu hết sức mình thổi, thổi thật nhiều, thật mạnh. Nhưng ngôi nhà của heo út không hề nhúc nhích. Sói tức giận, leo lên mái nhà, định chui vào nhà theo đường ống khói. Heo út thông minh, đã đặt trước một nồi nước sôi ở dưới. Sói ra theo đường ống khói chui vào, bị rơi tõm vào nồi nước sôi, bỏng nặng, đau quá, chạy thẳng vào rừng. Vậy là cả ba chú heo con đã thoát nạn. Ba anh em cũng đã hiểu vì sao mà sói không thể nào làm đổ được nhà của heo út. Đến sáng hôm sau, ba anh em cùng bắt tay vào xây lại nhà cho heo cả, heo hai, những ngôi nhà bằng gạch thật vững chắc. Các bé thân mến, trong câu chuyện Ba chú heo con, bé thích nhất nhân vật nào? Tại sao nhà của heo cả, heo hai lại bị sói thổi bay? Vậy, khi làm bất kỳ một công việc gì, chúng ta hãy nên suy nghĩ và làm việc một cách nghiêm túc, chăm chỉ thì sẽ luôn có những thành quả tốt đúng không nào? Để nghe cô Phương kể chuyện, đọc thư tặng các bé yêu mỗi ngày, chúng mình hãy xin phép bố mẹ đăng ký kênh Phương Nguyễn miễn phí cho chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bé yêu!